Top những phẫu thuật thẩm mỹ mà bác sĩ khuyên các bạn không nên thực hiện. Top 1, căng chỉ sau 45 tuổi. Bác sĩ sẽ trả lời cho các bạn vì sao căng chỉ sau 45 tuổi là hoàn toàn không nên thực hiện. Đối với các chị em mà đã ngoài 40 tuổi rồi thì cái tình trạng da dư, cháy xệ, trùng nhão đã ở mức độ trung bình. Vì vậy, việc căng chỉ nâng cơ nó hoàn toàn không có giá trị trong trường hợp này. Vì sao? Vì khi chúng ta sử dụng cái căng chỉ là một cái phẫu thuật để giúp chúng ta kéo khối cơ lên đó, và thường thì những cái người mà đã có những cái sự sao chảy nhiều như vậy rồi, ở mức độ trung bình trở lên rồi ấy, thì những cái khối cơ này nó đã không nằm đúng cái vị trí của nó, thì cần một cái lực thật là lớn, rất là lớn thì để mới có thể kéo cái khối sạn để lên được. Và còn một cái vấn đề rất là quan trọng, đó là da dư. Đối với việc chúng ta căng chỉ thì da dư hoàn toàn không thể loại bỏ được. À, vì đó là một cái phẫu thuật nội khoa không xâm lấn hoặc là xâm lấn cơ thể. Vậy thì các bạn hãy tưởng tượng xem, khi chúng ta kéo khối cơ lên, những cái da dư không bị loại bỏ đi thì sẽ biến thành những khối dồn lại, thì rất mất thẩm mỹ, bỏ ra một số tiền lớn, chịu nhiều đau đớn và cuối cùng lại không có hiệu quả, thì chúng ta có nên làm hay không? Đó, đối với những chị em trên 45 tuổi rồi thì bác sĩ khuyên là chúng ta hãy tham khảo cái phương pháp cần làm phẫu thuật. Và đó là gì? Mời xem video tiếp theo để có những cái kiến thức.